Những cái ưu điểm mà nhang sạch An An mà mình thấy là khác biệt so với thị trường thì cái thứ nhất là quá trình làm nhang hương nhang sạch An An này thì mình từ lúc nảy ra ý tưởng cho đến lúc hoàn thiện thì mất gần 5 tháng. Thì quá trình đấy thì mình cho bà con ở đây người ta dùng thử thì họ đều cảm nhận cái mùi hương nhang hương của bên mình là thứ nhất là nó không bị cay mắt, thứ hai nữa là cái mùi thơm dịu nhẹ, thì khi thắp lên thì họ không bị đau đầu, không bị là cay mắt. Và đặc biệt là cái mùi này thì dùng được cho cả trẻ em và phụ nữ mang bầu. Cái đấy là yếu tố mà mình thấy là khác biệt. Nguyên liệu thì bên mình sử dụng những nguyên liệu như là từ tự nhiên 100%. Thì tất cả nguyên liệu này bên mình đều lấy từ vùng cao, trực tiếp thu mua. Xong đấy là về phơi ở nhiệt độ vừa phải. Thì để làm sao cho cái tính dược liệu cũng như là tính chất của cái vỏ quế và lá khuynh diệp và trà xanh nó vẫn giữ được cái dược liệu tự nhiên của sản phẩm. Thì sau đó thì quá trình phơi rồi hoàn thiện sản phẩm thì phơi ở những nhiệt độ vừa phải để khi sản phẩm hoàn thành, tính dược liệu của nhang sạch An An vẫn được giữ được 100% trọn vẹn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.